Mình ô tô ở Dương sẽ kính chào các khách nhé. Em chào bác Nguyễn Hoàng Anh này. Hôm nay thì em lại lên báo giá và trực tiếp buổi báo giá ngày hôm nay em về thêm rất là nhiều xe vào một cái buổi tối rất là mát. Chào bác Xuân Cường nè. Số điện thoại thì em sẽ ghi ở đây nhé, 0354602790. Khách hàng nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì để lại dưới bài livestream hôm nay của em ạ. Chào bác Tư Phạm này. Và đừng quên những lời chia sẻ cho em Lê Hương và cá nhân cho em nhé. Cho em xin chỉ mỗi bác một lút chia sẻ thôi. Hôm nay tối rất là mát rời luôn. Chào anh Tư Phạm nhé. Các anh chia sẻ cho em Hương lên một nút lên trang cá nhân và hội nhóm được không ạ? Và quan tâm mẫu xe nào thì để lại bình luận ở phía dưới cho em ạ. Hôm nay em về thêm rất là nhiều xe này. Về thêm được một chiếc Honda Civic này. Và về thêm rất là nhiều dòng xe như là i10, Tucson máy xăng 2 cầu, số tự động máy xăng nhé. Cho em xin một phút thôi để cho khách hàng nhà mình vào xem hết nào. Chào bác Dương Thủy này. Chia sẻ hộ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm được không ạ? Buổi tối thì like sẽ thoải mái hơn, không phải đùm rúm áo lắng mà mạng sẽ ổn định hơn vào buổi trưa. Buổi trưa thì mạng nó lắng, máy nó lóng quá là mạng nó cũng bị ảnh hưởng nhé. Em chào bác Thắng Trần này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm được không ạ? Hôm nay em về thêm rất là nhiều xe Honda Civic này, i10 này. Em cảm ơn bác Dương Thủy nhé. Chia sẻ hộ em Hương lên ạ. Anh mấy cả hôm nay thì em sẽ quay sang cam sau một chút này. Sẽ quay sang cam sau đi vòng vòng một chút về bên em. Hôm nay về thêm rất là nhiều xe luôn. Honda Civic này, bác nào yêu thích dòng Honda Civic thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hương ạ. Một chiếc xe Honda Civic này, biển thủ đô Hà Nội 4 số, một chủ từ mới nhé. Nước sơn là màu vàng cát đẹp. Civic này đấy chưa mẹ? Chào bác Ngọc Lệ này. Phía sau thì em còn rất là nhiều xe luôn. Honda Civic đợi em cập nhật giá một chút tí em sẽ quay này. Bên đây thì em có một chiếc Chevrolet Cruze. Đây em sẽ đi một lượt này. Innova này, Vios này, Innova này, Hyundai Accent với lốp sơn màu đỏ đẹp. Bản siêu lướt này, i10 số tự động em cũng có nhá. Biển 37 lốp sơn màu trắng. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hương ạ. Ở đây em còn có cả i10 bản sedan 2 đầu, biển 34 nhá. Bản này là bản sedan 2 đầu đây. Rất là đẹp này, mạc này. Bác nào quan tâm về accent thì em có đủ màu cho mình. Màu đỏ có, màu đen có và màu trắng cũng có luôn. Màu bạc cũng có này. Innova này, máy số zin 2015, 388 triệu này. Đời 2015 và là máy số zin nhá. Tập lái thì có spark này, em sẽ đi một vòng với khách hàng nhà mình này. Bác nào quan tâm về dòng xe sang như là xe mẹc C250 thì em có nhá. Mẹc C250 đời 2010 xin nhan tích hợp trên gương, 388 triệu nước sơn màu xanh. Một chiếc xe mẹc form dáng thể thao, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng rồi. Form dáng rất là đẹp luôn, nội thất bên trong cũng vậy, máy số thì cực ngon, đi rất là đầm xe luôn. Mẹc C250 đây ạ, cho bác Hà Nhung, cho bác Giang Vũ này. Khách hàng nhiều mình ơi, xem buổi báo giá livestream của em Lê Hương thì chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Chào bác Gia Hân nào. Mẹc C250 bản blue cao cấp này, nhìn xe đã biết form dáng quá là chất rồi. Xi nhan trên gương, số tự động đẹp, 10 mắt cảm biến, phanh ABS luôn. Máy số của xe mẹc thì các bác đã từng đi rồi, các bác sẽ biết. Rất là đầm xe và đẹp luôn. Ở đây thì em còn về thêm được một chiếc xe Ford Mondeo. Một chiếc xe Ford Mondeo, bản này là em này là đời 2005 và là số tự động đẹp đây. Ford Mondeo đời 2005 số tự động. Zin đẹp toàn xe luôn các bác này, ghế da zin luôn, chỉnh điện cho em. Ghế chỉnh điện, ghế lái phụ, ghế lái và ghế phụ đều là chỉnh điện luôn. Ford Mondeo đời 2005 số tự động, em Hương đang bán là 185 triệu. 185 triệu cho chiếc xe Ford Mondeo này, form dáng này, lên đèn bi có đèn gầm rồi. Ở đây thì còn có một chiếc xe i10, i10 đời 2018 nhá. Chiếc xe i10 này là được sản xuất năm 2018 này. Động cơ là 1.2, em đang bán là 275 triệu. 275 triệu cho chiếc xe i10 với lốp sơn màu trắng đẹp này.
Chia sẻ mạnh tay lên cho em được không các bác ơi? Buổi tối ngày hôm nay livestream này mạng rất là ổn định nhá. Buổi trưa thì nó sẽ bị lắng một chút nhưng buổi tối rất là ổn định này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio. Một chiếc xe Kia Rio độ full đồ, số tự động đẹp đây ạ. Độ full đồ của em này là số tự động đẹp, zin đẹp toàn xe luôn. 390 triệu cho chiếc xe Kia Rio đây ạ. Chào Banh Dương Kết, chào bác Ngô Mến này. Chia sẻ hôm em Lê Hương lên trang cá nhân được không ạ? Buổi tối là em like, mát lắm luôn. Vâng, cảm ơn anh Dương Kết nào. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. 0354602790 là số hotline của em rồi. Kia Rio đây ạ, bản này là bản zin full đồ, được sản xuất vào năm 2015, nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động đẹp, lên đèn bi, có đèn gầm rồi. 390 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Bác nào quan tâm, thương lượng lộc lá thêm và bao rút hồ sơ, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Đây anh ơi, bên trong con Kia đây nhá, hỗ trợ gảy số thể thao trên. À đâu em này là có ga tay tự động cruise control này. Màn hình giải trí cỡ lớn rồi. Ghế da em Hương cũng lên bộ ghế da mới cho đẹp rồi. 390 triệu cho chiếc xe Kia Rio, số tự động đẹp đời 2015. Máy số thì zin nhá. Chào bác Ôn Đăng à. Chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Bên đây thì em còn có một chiếc xe Vios bản E xịn này. Chào bác Nguyễn Văn Phán này. Vios bản E xịn được sản xuất vào năm 2009, em Hương đang bán là 208 triệu. Trong buổi tối ngày hôm nay cắt cái lẻ đi, còn 200 triệu tròn bao rút hồ sơ luôn. Biển 36 cho chiếc xe Vios bản E xịn, xin nhan trên gương. Máy số thì cực êm cho em rồi. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em ạ. Đây, bên đây thì còn có một em Kia Cerato Coupe. Kia Cerato Coupe được sản xuất vào năm 2009 này. Em Hương đang bán là 335 triệu. Trên 300 triệu mà có xe số tự động đi. Lại còn là form dáng thể thao, cửa lock xin nhan trên gương, hai cánh cửa và 4 chỗ ngồi. Chào bác Trần Tuyến này, chia sẻ cho em đây ạ. Bây giờ các bác mới biết là em Hương live tối đúng không ạ? Bây giờ thấy các bác vào đây. Kia Cerato Coupe được sản xuất vào năm 2009, số tự động. Trang ơi, chia sẻ cho mình nhá. Số tự động đẹp 335 triệu, xin nhan trên gương, la răng hoa mai, dạng đẹp nhé. Và có cho em là cửa lock đầy đủ, nước sơn màu đỏ đẹp, chỉ có hơn 300 triệu thôi. Kia Cerato Coupe đây ạ, hai cánh cửa, 4 chỗ ngồi, gương kính là không viền, rất là đẹp luôn, kính không viền đâu ạ. Chào bác Bùi Nành này, các bác thân yêu của em Hương ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân mọi nhóm giúp em được không ạ? Hôm nay thì em live tối cho nó mát. Chào bác Thợ Quang này, mạng rất là tốt luôn nướng ạ, buổi tối mạng tốt hơn ban ngày. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Galaxy. Galaxy được sản xuất vào năm 2009. Em này cũng là form dáng thể thao đây. Hai cánh cửa, cửa lock đầy đủ, xi nhan trên gương, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Và em này thì lên bô on off rồi. Bô on off nhá, nghe rất là sướng tai luôn. Bác nào mà thích bô độ thì đây, em này lên bô rồi. Đề lổ thông minh, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, màn hình giải trí, điều hòa auto tự động này. Một chiếc Galaxy 445 triệu được sản xuất vào năm 2009, 8 túi khí nhá. 8 túi khí có ga tay tự động luôn. Số xe thể thao hai cánh cửa, 4 chỗ ngồi. Biển thủ đô Hà Nội, 4 mắt cảm biến, các bác nhìn la răng này, rất là chất luôn. Nhìn xe rất là chiến luôn. Đằng sau đây thì em còn có một chiếc Captiva này. Cảm ơn bác Ngân Hồng nhiều xe đẹp ạ. Cảm ơn anh nhé. Các anh ơi, chia sẻ cho em được không ạ? Em chào bác Kim Gia Lợi này. Hôm nay thì em Hương live tối này, chào bác Tống Toán này. Một khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ được không? Hôm nay em live tối cho nó mát, mạng nó sẽ ổn định hơn buổi trưa. Một chiếc xe Captiva được sản xuất vào năm 2007, em này em Hương bán chỉ là 215 triệu thôi. Số sàn lên đèn bi rồi, 7 chỗ ngồi mà chỉ có nhô 200 triệu mà em Hương sẽ bao rút hồ sơ. Xin nhan trên gương nhá, 7 chỗ gầm cao đây ạ. Bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. 215 triệu bao rút hồ sơ, vẫn thương lượng lộc lá cho mình, đèn bi đây. Hỗ trợ cho em là chống trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo luôn. Cảm ơn bác Bùi Quang Hà này, chia sẻ hỏi em Hương được không ạ? Ở bên đây thì em còn có một chiếc Chevrolet Cruze.
Chevrolet cờ đuôi đời 2011 em Hương đang bán là 240 triệu. Nước sơn màu đen đẹp biển 15 Hải Phòng, Chevrolet cờ đuôi đây. Bên đây thì còn có một chiếc xe nhập khẩu hơn 200 triệu thôi. Một chiếc xe CDX nhập khẩu giá chỉ có 248 triệu. 248 triệu đời 2009 nhập khẩu, động cơ trang bị 1.6. Số tự động em Hương đang bán là 209 triệu nhé. À em xin lỗi, 248 triệu đời 2009 này. Lớp sơn bên ngoài là màu xanh đá này. Nếu như các bác mà có 200 triệu tài chính hoặc hơn 200 triệu muốn mua xe số tự động mà đầy đủ đồ chơi, giống như là đầy đủ thông minh, phanh ABS, cửa lock đầy đủ này, thì các bác chỉ có thể mua CDX thôi. Đầy đủ option cho mình luôn mà giá chỉ có hơn 200 triệu thôi. 248 triệu cho chiếc xe CDX này. Bên cạnh chiếc CDX màu xanh đá thì em còn có một chiếc xe Mazda 2 cũng là màu xanh luôn. Con chào dì Vũ Huế này, dì ơi chia sẻ cho con được không ạ? Khách hàng nhà mình ơi, chia sẻ cho em Hương một nút lên trang cá nhân hội nhóm đi ạ. Buổi tối mát giờ như thế này, vào đây nói chuyện cùng với em cũng được. Một chiếc xe Mazda 2 đời 2012, biển thủ đô Hà Nội nhá. Mazda 2 với nước sơn là màu xanh đẹp, gương kính là cụp chỉnh auto cho em. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 5 2023. 298 triệu cho chiếc xe Mazda 2. Đề lỗ thông minh, số tự động, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Mazda 2 số tự động 298 triệu cho chiếc xe Mazda 2 này. Chào bác Tuấn Hoàng, chào bác Bùi Tuyền này. 298 triệu cho chiếc xe Mazda 2 đời 2012 đây ạ. Số tự động đẹp, nước sơn màu xanh. Đăng ký đăng kiểm còn dài miên man. Bao rút hồ sơ để khách hàng nhà mình đi không phải vất vả này. Bên đây thì em lại có một chiếc xe Vios nữa đây. Vios được sản xuất vào năm 2010, em Hương đang bán là 206 triệu. Buổi tối mát giờ này cắt hết những cái lẻ đi. Còn 200 triệu cho chiếc xe Vios đời 2010. Bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Biển 99 nhá. Biển 99 ạ. Chiếc Vios này đời cao bên em như em bán rồi. Ở bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Zondo. Một chiếc xe Kia Zondo biển 37 với lớp sơn màu trắng đẹp. 7 chỗ ngồi đây các bác nhé. 7 chỗ ngồi nhưng mà là máy dầu Kia Zondo đây ạ. Đời 2014. 468 triệu các bác nhìn này. Gương kính này cụp chỉnh auto này. Xin nhan trên gương. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí rồi. Phanh ABS, bộ mâm rất là đẹp. Cụm đèn pha phía trước này. Thiết kế to bản, có giải đèn nét nhé. 7 chỗ ngồi, máy dầu, em có Kia Zondo, 468 triệu. Bán tải dưới 400 triệu thì em có Forerunner nhé, biển thủ đô Hà Nội. Nước sơn là màu bạc, Forerunner, máy dầu, đời 2013 em Hương bán là 395 triệu. Một máy này là máy sàn, số sàn và 2 cầu. Số sàn 2 cầu mà chỉ có bao nhiêu ạ? 395 triệu thôi. Tucson thì em mới về thêm một chiếc nữa, 445 triệu, biển thủ đô Hà Nội, 5 chỗ ngồi gầm cao, như hôm nay em cho về đây dọn một chút này. Biển thủ đô Hà Nội nhé. Tucson này em lên nhá nhá video rồi. Bác nào mà muốn xem video chi tiết thì vào fanpage của em Lê Hương Ô Tô Hải Dương xem về chiếc Tucson đấy nhé. Mai em sẽ lên sóng lại. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning này. Kia Morning mà mới lớp sơn màu xanh rất là mát mắt, giống như là một cái điều mà giải nhiệt trong mùa hè là ngày nay này. Một chiếc xe Kia Morning được sản xuất vào năm 2016, em Hương đang bán là 215 triệu. 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning với lớp sơn màu xanh đẹp. Đèn halogen, có đèn gầm đầy đủ nhá, đời 2016. Động cơ trang bị là 1.25 bản trong nước. Chào bác Lo Dần này. Em này thì em cũng đang chào bán là 215 triệu có màn hình rồi nhá. Có màn hình giải trí rồi. Cảm ơn khách hàng nhà mình là thả tim thả like cho em Hương được không ạ? Hôm nay em like tối như thế này mà các bác không chia sẻ cho em thì buồn quá luôn. Bác nào đang quan tâm về những dòng xe máy dầu thì em có Isuzu máy dầu này, 140 triệu biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu xanh. 160 triệu cho chiếc xe Isuzu Highlander đời 2006 này. 160 triệu đây ạ. Kia Morning em có màu xanh, em có màu vàng và màu trắng nhá. Chiếc màu vàng này cũng là đời 2016 và em Hương đang chào bán là 215 triệu. Cũng lên màn hình rồi, lên mâm. Có đèn gầm, đèn halogen đầy đủ cho em nhé. Máy số cực êm luôn. Chào bác Loy Út này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Accent.
Thời buổi bây giờ các bác quan tâm về accent rất là nhiều, thì rất là may mắn khi mà bên Mương Công cung ứng đủ cho mình về accent đủ màu, full bảng màu luôn. Một chiếc accent biển 89 nước sơn màu bạc, phía sau trang bị 3 mắt cảm biến, 4 mắt cảm biến ạ. Lên cho em là màn hình giải trí rồi, ghế da zin, máy số zin. Xin nha, tích hợp ở chân gương. Accent đời 2019 đây ạ. Accent đời 2019 1.4 bản trong nước em đang bán là 385 triệu cho chiếc Accent đây, form dáng mới rồi. Form dáng mới 385 triệu. Innova thì em có này. Innova đời 2015 máy số zin 388 triệu. Đời 2015 em này là bản e xịn nhá. Innova 8 chỗ ngồi đây, máy số zin. Bây giờ dịch giã gần như là cũng ảnh cũng mà vừa rồi. Bác nào mà muốn đi du lịch hay là chạy taxi dịch vụ thì em có Innova này. Chào anh Dương Văn Thuật ạ. Innova đời 2015 máy số zin 388 triệu. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Grand i10 nữa đây. i10 biển 37 bản đủ 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi có rồi. i10 số tự động bản đủ 1.2. Em Hương đang bán là 328 triệu cho chiếc xe i10 đời 2015, lên đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, trần lỉ nguyên zin luôn các bác này. Điều hòa thì mát lạnh luôn, 328 triệu. Chào bác Dương Văn Thuật, chào bác Phạm Hằng. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Solata, bị khóa không ai chứ. Hyundai Solata được sản xuất vào năm 2009, nay em đang bán là 288 triệu, biển thủ đô Hà Nội này. i10 bản đủ sedan đây, biển 34 bánh đậu xanh nhé. i10 bản đủ sedan em đang bán là 248 triệu, đời 2016 nhập khẩu nhé. Em này là bản nhập khẩu đây, mới như lăn từ trong hãng ra luôn. Lên cho em màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ rồi. Có cho em i10 bản sedan đây ạ, đời 2016 này. Bên đây là Vios này, Vios này chỉ có 169 triệu thôi. Vâng, em cảm ơn anh Dương Văn Thuật nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Chào anh Đạt Nguyễn, chào anh La Di Phạm này. Em Hương có một chiếc xe Vios đời 2008 động cơ 1.5, 169 triệu cho chiếc xe Vios của em Hương nhá, đời 2008 này. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí em Hương lên hết rồi. Lên hết rồi các bác ạ. Vào cái hàng bên đây em còn có một chiếc xe Vios nữa đây. Em này là bản limo, đời 2011, nước sơn màu trắng, em Hương đang bán là 210 triệu đồng. Chào anh Trung này, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương được không ạ? Bên đây thì em có một chiếc Accent form dáng mới nhá, biển là biển 90. Accent được sản xuất vào năm 2018, số tự động, động cơ 1.4. Vâng, em cảm ơn. Không sao anh ơi, không có tiền hay chưa có tiền thì mình cứ phấn đấu dần thôi. Cứ vào đây nói chuyện cùng với em, theo dõi em, để khi nào mà mình có đủ điều kiện mua xe cho gia đình nhà mình thì nhớ ngay là có cái cô Lê Hương này mình hay theo dõi này, bán xe liên tục uy tín này, giá cả ok thì ủng hộ em sau, không sao anh ạ. Accent đời 2019 đây ạ, 2018 xin lỗi này. Accent đời 2018 em Hương đang bán là 475 triệu. Động cơ 1.4 bản lắp ráp trong nước. Lên cho em là đèn bi salon này, đèn gầm có dải đèn nét rồi. Rất là nhiều xe đẹp luôn ạ. Chào anh Nguyễn Minh Quân này, anh Quân đây, em cũng live tối rồi mà anh Quân mãi mới vào đây này. Mãi mới vào anh Quân ơi, chia sẻ cho em được không ạ? Chào bác Cao Văn Hùng. Bên đây thì một chiếc xe màu đỏ nữa, nhưng mà em này thì rẻ tiền thôi. 218 triệu cho chiếc xe La City SE, nước sơn màu đỏ ạ. Các bác mà kén phong thủy màu đỏ thì em có này. La City SE màu đỏ đời 2009, số sàn 218 triệu, biển là biển 34 bánh đậu xanh này. Là em có La City SE màu đỏ đây ạ. Cam 360 nhập khẩu 1.6 này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Cerato. Kia Cerato đời 2017 em Hương đang bán là 488 triệu. Bán tải Hilux em tạm hết anh Cao Văn Hùng ơi. Bán tải em còn Ford Ranger. Em còn Isuzu D-Max máy dầu. Hơn 500 triệu của bán tải Hilux em tạm hết ạ.
một chiếc xe Cerato, Kia Cerato đời 2017 đây. Em Hương đang bán là 488 triệu, biển thủ đô Hà Nội. Em này thì không phải bàn cãi về chất lượng nữa rồi. Cam kết đẹp cho mình luôn. Xin nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ này. Nội thất bên trong, ôi, em Hương rất thích đi xe dòng xe này luôn. Kể cả các bác nào là thanh niên đi, em rất là yêu cái dòng xe này. Rất là đẹp luôn, phong cách đi khỏe. Lên cho em có màn hình rồi, ga tay tự động cruise control. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, các bác nhìn này, ghế da bên trong này, nội thất bên trong này. Sơn si sạch đẹp, sơn zin các bác nhé, sơn zin sạch sẽ luôn. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Kia Cerato đời 2017, 488 triệu. Số tự động đây ạ, bản này là bản trong nước, số tự động 1.6. Nếu như mà không mua được chiếc xe này mà để lần sau tìm chiếc xe Kia Cerato thì khó lắm ạ, rất khó là mua được một dòng xe đẹp. Chào anh Hải Trần, chào anh Công Đương này. Bên cạnh chiếc xe Kia Cerato rồi thì em lại còn có một siêu phẩm Mazda. Một chiếc Mazda 3 phiên bản mới. Em này thì hai chế độ lái thường và chế độ lái thể thao này. Bộ 555 triệu đời 2017. Mazda 3 phanh tay điện tử, cửa lóc đầy đủ cho em. Nước sơn thì màu đỏ cực yêu. Phanh tay điện tử này, hai chế độ lái lên màn hình rồi. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, ghế da zin, máy số zin, bao test hãng toàn quốc cho mình. Nước sơn quá là yêu luôn. 555 triệu cho chiếc xe Mazda 3 bên em Hương này. Gương kính thì auto nhá, phanh ABS rồi. Đèn bi, đèn nét đầy đủ, form dáng mới của chiếc Mazda 3 sẽ logo nó sẽ hạ xuống, nó sẽ không ăn ở trên lắp capo nữa. Nhìn phát là các bác yêu luôn. 555 triệu vẫn thương lượng lộc lá và bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Bên đây thì em còn có một chiếc Mazda 3 nữa, nhưng em này là đời 2009 này. 310 triệu đồng. Nước sơn em này không phải là màu đen đâu, hơi xanh xanh một chút nhá. Lên đèn bi rồi, có giải đèn nét. Em đang biển Hải Phòng nhá. 310 triệu đồng cho chiếc xe Mazda 3 form dáng mặt hề là mặt chú cười, à mặt hề là mặt cười nhá. Bán tải ạ. Bán tải thì bây giờ hôm nay nhà em được có bóng đá nên là chỉ còn một con ở nhà thôi, còn hai con kia anh em đã bóng mất rồi. Anh Hùng, anh Cao Văn Hùng ơi, để lại số điện thoại cho em. Một chút nữa xuống thì em sẽ gửi qua Zalo cho anh hình ảnh và video chi tiết về hai chiếc bán tải bên em. Ba chiếc bán tải, vì hôm nay bên nhà em có đá bóng nên là thợ thuyền thì em lại mang đá bóng rồi. Anh Cao Văn Hùng ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Một chút nữa sẽ gửi cho mình hình ảnh và video chi tiết nhất về chiếc bán tải này. Em có chiếc bán tải Isuzu D-Max, hai cầu, máy dầu, một chủ từ mới, 535 triệu, nước sơn màu đỏ đẹp, cực đẹp luôn. Chào bác Út Hằng này, Mazda 3 form dáng mặt hề nhé, mặt chú cười đây, à mặt chú hề cười này. 310 triệu cửa lóc đầy đủ nhập khẩu cho em đấy ạ. Anh Cao Văn Hùng để lại số điện thoại cho em nhé. Kết nối qua Zalo cho em có hotline 0354602790. Một chút nữa thì em sẽ gửi cho mình hình ảnh và video chi tiết. Trên livestream thì em chỉ báo qua được thôi, nhưng mà khi em gửi hình ảnh và video thì chi tiết từng con ốc luôn. Lật hết lắp capo, quay cả gầm, quay cả động cơ nội thất bên trong thì các bác ngắm thẩm định xe sẽ dễ hơn ạ. Ở đây thì em còn có một chiếc xe i10 nữa đây. Đây, một nước xe màu trắng mẹ mắng vẫn cứ là yêu đây. i10 đời 2016 bản nhập khẩu, số sàn em Hương đang bán là 285 triệu. Chiếc i10 này của em Hương là bản đủ nhá. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, tắt bật cảm biến, bốn bắt cảm biến va chạm phía sau. Lên cho em này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. 285 triệu cho chiếc xe i10 bản đủ đời 2016 bên em Hương. Nước sơn thì màu trắng đẹp, bản này là bản sedan 2 đầu. Nếu như khách hàng mà đang quan tâm, dạ ok anh, em biết số, em nhìn thấy số điện thoại của anh rồi. Một chút nữa em sẽ xuống Zalo, em sẽ kết bạn cùng với anh này. Còn ở đây khách hàng nào mà quan tâm về chiếc xe i10 thì cũng như anh Cao Văn Hùng, để lại số điện thoại cho em. Em sẽ tư vấn cho mình và cũng như là để cho mình một cái giá hấp dẫn nhé. Một chiếc xe i10 bản đủ, sedan 2 đầu, nước sơn màu trắng đẹp. Em Hương đang bán là 285 triệu, còn thương lượng lộc lá và hồ sơ thì em sẽ rút cho mình. Hồ sơ em sẽ rút cho mình để các bác đi khỏi vất vả này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Carren. Nếu như bác nào đang quan tâm về 7 chỗ ngồi thì em có thể hướng cho mình về hai chiếc xe cực đẹp bên em, đó là dòng Captiva, Kia Carren và Innova bên em Hương, rất là nhiều 7 chỗ luôn. Biển 38, nước sơn màu đồng đẹp cho chiếc xe Kia Carren của em Hương. Đời 2010, số tự động, em này 7 chỗ ngồi. Mà giá thì cực yêu luôn, 270 triệu.
trong buổi báo giá ngày hôm nay để cho khách hàng nhà mình còn 260 triệu và em bao rút hồ sơ. Màn hình có rồi. À, màn hình có nhưng hơi nhỏ một tíu thôi. À, điều hòa thì auto 73 7 chỗ ngồi với 3 hàng ghế cực kỳ rộng rãi, cao giản mát máy đây. Em này thì lên bộ la răng rất là xinh luôn, phay như thế này nhìn cực đẹp nhá. 260 thôi ạ, bao rút hồ sơ, giá mở của em là 270 cơ. Bớt 10 triệu đồng. Ở đây thì em còn có một chiếc xe i10 nữa này. Một chiếc xe i10 được sản xuất vào năm 2016, số tự động nhá. i10 màu bạc, số tự động bản đủ 1.25. Số tự động này 340 triệu cho chiếc xe i10 bên em Hương ạ. Gương kính thì auto lên màn hình và đè lỗ thông minh. Combo đầy đủ cho em, bổ độ đủ hết rồi, cam hành trình, cam lùi, đè lỗ thông minh và màn hình giải trí này. 340 triệu đời 2016 ạ. Em chào anh Lý Văn Dậu này, anh Dậu ơi chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm được không ạ? Hôm nay em Hương về rất là nhiều xe luôn, buổi tối thì rất là mát trời như thế này. Chào anh Trương Nguyễn, ôi dồi ôi, hôm nay chim lửa tiếng rồi, anh Trương Nguyễn mới vào. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe La City EX. La City EX đời 2009, động cơ 1.6, em Hương đang bán là 150 triệu, biển 37 nhá. La City EX máy to cực khỏe này. Một siêu phẩm CDX nữa đây. Em cảm ơn anh Trương Nguyễn nào. Anh Trương Nguyễn ơi, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Mãi mới vào, đợi mãi mới thấy bác Lý Văn Dậu và bác Trương Nguyễn vào. Một chiếc xe CDX đời 2010, đăng ký lăn bánh là 2011. Say xỉn phương Tây. i10 250 bán không? Anh đang hỏi i10 bản thiếu hay bản đủ nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? Chiếc xe i10 này của em Hương là đâu nhỉ? Chào anh Duy này. À, con này 285 cơ anh ơi, chưa bán được rồi, phải lên một chút nữa đi. Hồ sơ em rút cho bác đỡ vất vả. Hồ sơ em rút cho bác đỡ vất vả. 285 triệu anh nhớ, hồ sơ em rút vào lên một chút nữa đi. Vì bình thường bên em Hương là không nói thách, thật sự là không thách. Bây giờ các bác đi mua hàng bên ngoài cũng vậy thôi. Nếu như nói thách nhiều thì các bác bảo là ôi không biết đâu mà trả giá rồi sợ hớ. Nên là bên em bấm sát giá nhất có thể, khách hàng đến mua xe cứ đến là chốt thôi. Vì sao? Giá em bán sát giá thị trường rồi, chất lượng xe em cam kết, em lại còn rút hồ sơ cho mình nữa. Nếu như anh Phương lấy buổi hôm nay mà chốt con i10 bản đủ này của em 285 còn 275 và em Hương bao rút hồ sơ. Rút hồ sơ rồi anh Phương chỉ việc về huyện bấm biển thôi. Bây giờ luật mới rồi, về huyện bấm biển nhá, không phải lên tỉnh nữa rồi. Bác nào ở tỉnh thì bấm tỉnh thôi, còn bác nào ở huyện thì về huyện nhà mình bấm. Cực kỳ đơn giản thôi. Hồ sơ khó khăn làm như thế nào, mất nhiều thời gian thì bên em đã giúp mình rồi. Các bác chỉ về đóng bấm biển là xong thôi. 285 còn 275 trong buổi tối ngày hôm nay nhá, chưa bao giờ em bớt sâu như vậy đâu. Trong buổi tối ngày hôm nay nhá, 285 còn 275, bao rút hồ sơ cho bác say xỉ. Bác Phương Tây đi. Đọc tên hơi khó một tí, bác Phương Tây, em này là bản đủ nhá. Mà nếu như khách hàng mà quan tâm bên em Hương thì biết này, bản đủ về dòng hatchback một đầu thì bên em về liên tục và rất là nhiều. Nhưng mà để chọn được một chiếc xe hatchback, bản sedan hai đầu thì rất là hiếm luôn các anh nhá. Bản sedan hai đầu mà bản đủ em hiếm lắm luôn. Nên là ưng là chốt thôi anh ơi. Lại ghế da hai màu này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, đề lỗ thông minh, màn hình OLED rồi. Số sàn 285. Nếu như mà anh chốt trên livestream ngày hôm nay luôn, bao giờ cũng là giá cực kỳ yêu luôn. 285 còn 275, bao rút hồ sơ. Em này là bản nhập khẩu rồi. Nhập khẩu là bản đủ nhá, bản đủ đầy đủ hết rồi. Chào bác Phạm Minh Lam, chào bác Văn Tuấn, chào anh Ngô Hùng này. Chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Buổi tối mát trời như thế này, vào đây nói chuyện cùng em cũng được. Innova này, hôm trước bác nào Innova cứ hơi lăn tăn một tí nên là hôm nay em bán luôn. Xe đã bán rồi, bán luôn rồi anh nhớ. À hôm nay em còn về thêm được một chiếc xe Kia Morning nhá. Bác nào mà đang quan tâm về chiếc xe Morning của em thì em về thêm một chiếc màu trắng đời 2016 nhá. Bạn này cũng là lắp ráp trong nước. Bình thường thì em không quay cái này đâu, nhưng mà bác chủ cũ là lắp cái vì chắn mưa đấy, nó bằng nhựa. Nhưng hôm nay em mới về em chưa đi tẩy được. Còn nếu như bác nào thích gắn vì chắn mưa thì em lại gắn vào cho. Nên là nhìn nó hơi xấu một tí cho đấy, cái keo nó dính ấy. Kia Morning đời 2016 215 triệu. Nước sơn là màu trắng này.
Lên màn hình rồi, máy số cực ngon luôn, form dáng hatchback nhỏ nhỏ xinh xinh này. Chào bác Vũ Hồng Quyết nhá. Vậy là bên em Hương có đủ 3 màu Kia Morning. Trắng có này. Trắng có rồi. À đỏ, một chiếc đỏ đang về nữa này. À vậy là em full màu rồi. Trắng, đỏ, đen và xanh này em có này. Đều là 215 triệu và đời 2016 này. Cảm ơn bác Thơm Lê, chào bác Hương Xuân này. Chia sẻ cho em Hương lên trang cá nhân hội nhóm được không ạ? Mấy các bác thấy Mai Chi buổi tối mát như này mà các bác không vào ủng hộ em Hương thì hơi phí rồi. Xe được toàn xe đẹp thôi. Một siêu phẩm Avel đây ạ. Cảm ơn bác Hương Xuân nhé. Chúc bà chủ buôn may bán đắt đây ạ. Cảm ơn bác Hương Xuân. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em đi ạ. Một chiếc xe Avel đời 2017 đây. Sao thế nhỉ? Này. Có Vios 2012, 13, 14 không? Hả? Không, không thấy đâu cả. Accent Vios đời 2012, 13, 14 thì em đang tạm hết rồi. Em còn Vios 2010, 09 và 08 nhá. Anh ơi, xe đun bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Anh bấm vào Google trường Đại học Hải Dương thì em Lê Hương nằm ngay cạnh trường Đại học Hải Dương luôn. Ngay cạnh đấy luôn. Anh Phương Tây say xỉn ơi, để lại số điện thoại cho em. Một chút nữa xuống Zalo thì em sẽ tư vấn cho mình, gửi định vị cho mình. Để mình quan tâm về chiếc xe i10 bản đủ bên em nhé. Hôm nay cuối tháng thì em Hương chỉ chốt được một chiếc xe i10 đỏ này. Và cọc một chiếc xe gì nhỉ? À, hai chiếc i10, hôm nay hai chiếc i10 các bác để sang tháng cơ, hôm nay chỉ cọc xe thôi. Cọc 20 triệu để mùng 2 đẹp ngày sang lấy xe thôi. Chào bác Nguyễn Sùng này. Bác Hương Xuân bảo là có xe nào 300 triệu à? 300 triệu thì mình có một chiếc xe Kia Rio màu trắng đẹp, nhập Hàn nguyên chiếc, biển thủ đô Hà Nội. Hôm nay đâu không thấy nhỉ? Có Kia Rio màu trắng đẹp nhá, đời 2015, nhập Hàn nguyên chiếc, 325 triệu. Và mình còn có một chiếc xe nữa này, bác Hương Xuân này. Một chiếc xe i10, em này đi bao phê luôn. Một chiếc xe i10 bản đủ số tự động đời 2014 nhập Ấn Độ này. 295 triệu, biển 34, bánh đậu xanh, nước sơn màu bạc. Xin nhan trên gương, màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ hết rồi. 395 triệu, hai vợ chồng kinh tế mà còn vừa vừa tiền. Hay là hai vợ chồng đi đều là bằng số tự động thì các bác đi i10 cho em này. 2014, số tự động đẹp, đề lổ thông minh, màn hình giải trí rồi. 295 triệu còn bao nhiêu đâu ạ? Còn 285 triệu trong buổi tối ngày hôm nay. Bao rút hồ sơ luôn. Chỉ trên livestream em Hương mới bớt sâu như này thôi các bác nhé. 285 còn 295. Chia sẻ cho em lên 50 khách hàng đi các bác. Mọi ngày cứ phải là nhiều khách hàng. Nhưng hôm nay các bác thấy là em like lạ quá đúng không ạ? Like vào cái thời điểm các bác không để ý vào điện thoại rồi. Chào anh Nguyễn Sùng, chào anh Quách Thành Long này. 300 triệu thì có Kia Rio số sàn hoặc là i10 số tự động đây ạ. 295 triệu còn 285 triệu. Chiếc xe i10 này thì em bán rồi. Ở đây còn có một chiếc xe i10 nữa này. Một chiếc xe Grand i10 rút sẵn cầm tay hồ sơ rồi. Bản đủ nhá, i10 bản đủ màu trắng đẹp đây. Em này thì đời 2016 này. Xe Ford. Xe Ford. Anh Quách Thành ơi, em chưa hình dung nổi. Xe Ford. Xe Ford Cup đúng không anh? Em không có xe đấy, em chỉ có EcoSport thôi. Nếu mà 5 chỗ gầm cao thì em có EcoSport này. Anh Quách Thành bình lại luận lại tên xe của em nhé. Tại vì nó tên xe nhiều dòng xe nó cứ hơi lơ lớ nhau nên em đọc em chưa hình dung ra. Nếu mà 5 chỗ gầm cao thì em có EcoSport đời 2016 425 triệu. Chào bác giới nhà quê này. Chào bác Mạnh Hoàng nào. Khách hàng thân yêu của em Hương ơi, cho em Lê Hương xin một nút chia sẻ được không ạ? Bác Quách Thành Long ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10 đây ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh Mạnh Hoàng này. i10 đời 2016, em này là bản đủ 1.0. Em Hương đang bán là 268 triệu. Nước sơn màu trắng đẹp. Nước sơn màu trắng đẹp. Với những dòng xe i10 thì em sẽ lên đầy đủ combo cho mình. Cam hành trình, cam lùi, đề lổ thông minh và màn hình giải trí. Để các bác có đi gia đình này, nhà có con nhỏ nghe nhạc giải trí thì cực phê luôn. Đây ạ, đây là chiếc xe i10 bên em Hương nhá.
đời 2016 bạn nhập khẩu 268 triệu thôi. Cửa hàng bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác chỉ cần check là một là cây xăng dầu 51 mặt đường 62. Hoặc là nếu mà đơn giản hơn là check cho em là trường Đại học Hải Dương thì em Hương làm ngay bên cạnh. Và đừng quên kết nối Zalo cho em Hương 0354602790. Em Hương sẽ gửi cho mình hình ảnh cũng như là em Hương sẽ cho địa vị, định vị cho các bác để các bác đã đi đây. Accent thì bên em có đủ màu luôn. Em có Accent đời 2012, số sàn máy số zin 295 triệu. Accent màu trắng số tự động 2015 383 triệu. Không biết bác Cẩm Tú là đang quan tâm mẫu xe nào bên em Hương ạ. Chị mua bên em một chiếc chạy tốt lắm, em cảm ơn chị nhá. Nếu như mà có khách hàng hay anh chị em nào mà quan tâm về xe thì bác giới thiệu cho em đi ạ. Giá sẽ là giá người nhà luôn. Accent 2012 đâu nhỉ? Tí nữa. Bên đây em chào bác Lê Tuấn này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10 nữa đây. Hyundai i10 biển 88 Vĩnh Phúc, nước sơn màu trắng đẹp. Em này là đời 2017 nhá, máy số zin 2017 nhưng mà là nhập Ấn nhé, không phải là bản lắp ráp trong nước đâu ạ. i10 2017 bản này nhập Ấn này. Em Hương đang bán là 365 triệu, đề lộ thông minh, màn hình giải trí túi khí an toàn. Xe 7 chỗ ạ. Anh Mạnh Hoàng ơi, xe 7 chỗ thì em có một là Kia Rondo máy dầu. Một là Kia Rondo máy dầu, hai là Kia K đen và ba là Innova. Bốn là Captiva. Không biết là anh đang quan tâm về dòng xe nào bên em Hương ạ. Cảm ơn anh Trương Nguyễn rất là nhiều nhá. Nếu như 7 chỗ thì em sẽ quay cho anh xem về Innova trước nhá. Innova này, số sàn. Innova số sàn được sản xuất vào năm 2008. Em Hương đang bán là 199 triệu. 2008 là 199 triệu này. Còn bên đây thì em có một chiếc xe Innova biển biển 12 nhá. Lước sơn là màu vàng cát đẹp. Em này là máy số zin. Một chiếc xe Innova bản e xịn, máy số zin 388 300 bao nhiêu? 388 triệu cho chiếc xe Innova máy số zin của em Hương đây ạ. Bác Lợi Phạm, bác Nguyễn Phát ơi, chia sẻ cho em được không ạ? 7 chỗ ngồi em rất là nhiều luôn. Em còn có Captiva này, Innova này, Kia Karen này, này các bác thấy không? Màu trắng ạ, màu trắng thì em có Kia Rondo máy dầu nhá. Đời 2014, 7 chỗ máy dầu. Nếu như mà xăng đắt quá thì các bác có thể lựa chọn xăng dầu cho em này. Em sẽ quay sang Kia Rondo máy dầu đây ạ. Chào bác Xuân Vũ nào. Đẩy like, đẩy thuyền cho em Hương được không ạ? Thả tim, thả like cho em Hương nhá. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Hương đây ạ. Xe 7 chỗ ngồi màu trắng đây. Rất là chiều khách luôn đúng không ạ? Đi theo yêu cầu luôn. Một chiếc xe Kia Rondo máy dầu được sản xuất vào năm 2014. Em Hương đang bán là 468 triệu. Em này thì là máy dầu 7 chỗ ngồi nhưng là số tự động đẹp nhá. Form dáng rất là đẹp luôn. Lên đèn bi. Nhiều bác bây giờ 7 chỗ thích Xpander, nhưng thấy Xpander là máy xăng cũng rất là đẹp rồi. Nhưng mà Rondo máy dầu của em cũng không hề kém cạnh này. Lên đèn bi rồi, có giải đèn led, đèn gầm đầy đủ nhá. Dù các bác có đi gia đình hay các bác có mua về để làm kinh doanh dịch vụ thì với cái form dáng, cái ngoại hình xinh xắn như thế này thì em tin chắc các bác sẽ đông khách thôi. Vì một chiếc xe đẹp như thế này thì khách hàng sẽ để ý và ấn tượng với mình hơn khi mà họ bỏ ra một số tiền để thuê xe đi ăn cỗ hay đi đám cưới thì họ sẽ nhìn về hình thức trước. Thứ nhất là bác chủ có tay nghề rồi, nhưng thứ hai là phải hình thức của xe. Đúng không ạ? Số sàn màu trắng thì em chỉ còn màu bạc thôi. À, số sàn thì em chỉ còn màu đồng thôi anh ạ. Còn số tự động em có màu trắng này. Kia Rondo màu trắng máy dầu đây anh nhá. 7 chỗ ngồi 468 triệu. Còn nếu mà số sàn thì em chỉ còn vàng cát thôi. Hoặc là Innova màu đen này. 7 chỗ ngồi em còn Captiva. Em này thì rẻ thôi, 215 triệu. Số sàn 7 chỗ ngồi cao dàn mát máy này. Hoặc ở bên đây em cũng có chiếc Captiva nữa này, 200 tròn đi. 200 tròn cho em chiếc Captiva số sàn biển Vĩnh Phúc 88. Màu này gọi là màu vàng cát, vàng đồng rồi. Captiva 200 triệu đời 2007 này. Hợp với màu trắng nhưng em lại không còn số sàn anh ạ.
7 chỗ mà số sàn mà 7 chỗ màu trắng thì khó lắm anh ạ. Đây là một cái màu cũng bạc sáng nhá. Em này là màu bạc sáng sáng thôi. Thì có ca Captiva số tự động đây biển 215 228 triệu anh Minh Hoàng nhá. Em chào anh Hùng Vũ Xuân Hùng này. Chào bác Hùng Văn Hà đúng không ạ? Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em được không ạ? Đấy, em rất là nhiều xe luôn. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em Hương được không ạ? Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning nữa đây. Nước sơn màu trắng đẹp. Em Morning này số sàn nhưng mà mới như lăn từ trong hãng ra. Morning đời 2021, số sàn em Hương đang bán là 297 triệu. Nếu như các bác mua xe cũ này thì các bác là xe dùng rồi thì không có cảm giác đập hộp. Nhưng với chiếc xe đời 2021 này của em này, ly lông nó còn quấn quanh xe cơ. Bên trong nội thất ly lông bác chủ cũ giữ xe đến nỗi là còn quấn quanh xe luôn. 297 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu trắng đẹp đời 2021. Bên đây màu trắng đẹp nữa thì em còn có một chiếc xe Hyundai Grand i10 biển 37. Em này thì là 255 triệu đời 2015 bản nhập Ấn nhá. Động cơ 1.0 thôi. Số sàn em Hương đang bán là bao nhiêu bây giờ? 255 triệu cho chiếc xe i10 bản đủ đây. Bản đủ số sàn hatchback một đầu em có. Bản đủ số sàn sedan hai đầu em có. Chỉ cần khách hàng yêu dòng xe nào thôi. Chất lượng cam kết luôn. Em không thể cam kết là giá xe sẽ rẻ nhất thị trường. Vì xe đẹp thì sẽ không có rẻ đâu. Chỉ làm sao bên em cân đối làm sao để khách hàng nhà mình mua xe không quá đắt thôi. Chứ còn em không cam kết được xe sẽ rẻ nhất thị trường. Nhưng cam kết là sẽ uy tín nhá. Uy tín, làm ăn chất lượng. Cam kết không đâm xô, không ngập nước, không bị phạt nguội và không tranh chấp về giấy tờ. Nhiều bác đi mua xe mà anh sợ quá. Anh hôm nay có một bác đến mua xe con, bảo trước anh mua một chiếc bán tải về không làm sang tên được vì phạt nguội của chủ cũ, anh không làm được, anh phải giả xe. Nên là những cái điều đấy là bên em Hương sẽ không có đâu. Nên các bác cứ yên tâm thôi. Còn nếu như các bác nào mà đang quan tâm về 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có một chiếc xe EcoSport biển Hà Nội này. Một chiếc xe Ford EcoSport bản Titanium cao cấp đời 2016 số tự động. Nước sơn bên ngoài là màu nâu đẹp. Bản Titanium em đang đảm bán là bao nhiêu nhỉ? 425 triệu cho chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao. Còn nếu như bác nào mà mới lấy bằng, bây giờ mới lấy bằng mà ra đường trường, mặc dù có bằng thật rồi nhưng mà ra đường trường chân tay còn run rẩy nhá, mà đi xe mà xe đắt quá sợ va quẹt, thì em có một chiếc xe Spark này. Em này đăng ký 2 chỗ ngồi, các bác có thể vừa đi gia đình vừa chở đồ, chở hàng rất là ok luôn. 85 triệu cho chiếc xe Spark đời 2010. Động cơ ăn xăng gọi là như ngửi luôn. 0.8 thôi, 85 triệu cho mình. Chào bác Lê Hiệp, chào bác Sơn Nguyễn này, em chào bác Hiệp huyện Hoa. Chào bác Nguyễn Thúy Thái Thúy này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hương được không ạ? Chia sẻ cho em Hương lên 50 khách hàng đi ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning nữa đây. Em này cũng tập lái rất là ok này. Một chiếc xe Kia Morning biển 37. Dù tập lái hay đi hàng ngày gia đình vẫn là tuyệt vời luôn. Điều hòa mát lạnh, máy số ngon. Những dòng xe lành như thế này thì các bác không sợ đi đường phải vừa đi vừa đùn đâu. Chẳng qua là giá của em nó thấp thôi, mua được rẻ thì em bán rẻ thôi. Chứ còn nếu như đi dòng xe này nhá, các bác đi nhá, cho con về quê mát lạnh luôn. 128 triệu cho chiếc xe Kia Morning bản full đồ bên em Hương, số sàn và đời 2011. Bên đây thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Một em Telacan. Một em Telacan biển thủ đô Hà Nội. Em này là số tự động các bác nhá. Số tự động Telacan. À số sàn, xin lỗi. Số sàn Telacan 7 chỗ ngồi. 126 triệu cho chiếc xe này bên em Hương nhá. Số sàn rồi, lên màn hình giải trí đây. 126 triệu có xe 7 chỗ ngồi đi. Form dáng cực kỳ hầm hố luôn. Đằng sau Telacan thì em Hương có một chiếc xe Kia Morning biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu bạc đẹp. Lên la răng hoa mai rồi. Xin nhan trên gương, 225 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2009. Hơn 200 triệu tí xíu thôi mà có xe số tự động đi. Vừa nhàn, vừa dễ điều khiển, form dáng nhỏ xinh, bà xã đi được, chồng cũng đi được. Nước sơn thì không kén về giới tính rồi. 225 triệu, động cơ 1.0 bản nhập khẩu cho chiếc xe Kia Morning số tự động bên em Hương, ghế da này.
quay con Morning lại em xem. Morning Morning 128 triệu hay là Morning 225 triệu, anh Chí Phan ở đây đúng không ạ? Biển 37 đúng không ạ? Kia Morning biển 37 đây, lên la răng rồi. Em này thì là đời 2011, giá chào bán 128 triệu. Động cơ ăn nhiên liệu, bộ động cơ là 1.1 thôi. Siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Nói chung là vợ chồng trẻ này mà chỉ gọi là về quê hoặc là thỉnh thoảng đi đâu, mình vẫn làm công nhân hay là làm cái gì đấy thì mình cứ đi dòng xe vừa vừa tiền thôi. Thay một chiếc xe máy, vì bây giờ chiếc xe này thì ăn xăng như một chiếc xe máy thôi. Mà giá thì hơn con Vision một tí. Vision bây giờ còn 6-70 cơ, con này có hơn 100 tí thôi anh này. Bên trong có cho em là màn hình rồi, ghế da hai màu, cực kỳ đẹp luôn, trần lỉ nguyên zin nhá. Kia Morning bản này là 128 triệu ạ. 128 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Đây anh ơi, quay kỹ này, em sẽ quay từ phần la răng này. Một dàn lốp còn rất là đẹp luôn. La răng rồi, lên la răng thể thao này. Đèn halogen, đèn gầm phía dưới là đèn bi. Biển là biển 37 nhá. Lước sơn màu bạc 128 triệu thôi. Đây các bác nhìn này. Em quay kỹ cho anh Phan Chí Linh xem này. Đèn hậu phía sau đây. Phía sau có cam lùi cho em nhé anh nhé. Có luôn cả cam lùi. Hàng ghế thì cực kỳ rộng rãi luôn. 128 triệu vẫn giảm thêm một chút xíu cho mình. Vì với dòng xe cỏ này thì không thể bớt được vài chục triệu được. Kể cả dòng xe có vài tỷ em cũng không thể bớt được nhiều, vì bên em không để giá thách này. 128 triệu nhưng nếu mà anh chốt thì em vẫn bớt cho mình thêm một chút. Và bao rút hồ sơ. Nên là anh Phan Chí Linh để lại số điện thoại cho em nếu như quan tâm về chiếc xe Kia Morning bên em. 128 triệu đây ạ. Chào bác Quỳnh Chọc này. Hầu như cứ bác Quỳnh đi mới chọc hay sao, em thấy rất là nhiều người tên là Quỳnh Chọc. Chào anh Hoàng Thu Hằng này. À chào bác Hoàng Thu Hằng này. Đây nhá, anh ơi Morning đây, 128 triệu đây ạ. Màn hình giải trí, cam lùi đầy đủ rồi. Trần lỉ nguyên zin, ghế da hai màu phối vào nhau. 128 triệu thôi ạ. Còn ở dưới đây thì nếu như mà anh có bằng số tự động hoặc là bà xã số tự động thì em có này. Số tự động cũng chỉ có 225 triệu thôi. Tại hay chọc đấy em không biết đâu, nhưng em quen mấy người cũng tên là Quỳnh Chọc. Ai tên là Nga thì đi với Ngố, Ngân cũng đi với Ngố và Quỳnh đi với Chọc. Ở đây em có một chiếc xe Kia Morning đời 2009, số tự động này. Lên la răng hoa mai rồi, 225 triệu. Chào bác xưởng may đồng phục, chào bác Văn Anh này. Quan tâm mẫu xe nào của em Hương thì để lại số điện thoại cho em Lê Hương nhé. Và đừng quên kết nối Zalo cho em 0354602790. Chào bác Nguyễn Thu nhá. Vừa rồi thì em đang quay đến cái hàng này thì em còn có một chiếc Accent này. Accent nhập khẩu đời 2015, số tự động, bản Blue cao cấp. Lên đèn bi salon rồi, có giải đèn led và đèn gầm đầy đủ cho em. Xin nhan trên gương, giá chào bán là 383 triệu cho chiếc Accent màu trắng cho em. Accent bây giờ được lòng khách hàng nhà mình lắm luôn. Cứ Accent là các bác thích thôi. Mà xe lại còn giá quá là ok luôn. 383 triệu đời 2015 nhập khẩu 1.4, số tự động bản Blue cao cấp, có cho em cửa sổ trời. Xin nhan trên gương, phanh ABS cả 4 bánh nhé. Phía sau cũng trang bị cho em là 4 mắt cảm biến va chạm đầy đủ luôn. Đã là Accent là các bác chỉ đi chỉ có phê thôi. Chào bác Chỉ Sao Trần đúng không ạ? À Chi Sao Trần. Bên đây em Hương còn có một chiếc xe Spark nữa này. Một chiếc Spark số tự động đời 2015. Em này không phải là van đâu. Em này là đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Spark 5 ký 5 chỗ ngồi, số tự động đẹp đây ạ. Cửa tiền trên 200 thôi ạ. Một chiếc Spark đời 2015 235 triệu. Ghế da hai màu, trần da 3D nhá. Số tự động đẹp, có màn hình rồi. Các bác nhìn này. Cái cụm đồng hồ của Spark này nó thiết kế rất là xinh và yêu luôn. Spark luôn là một cái trang bị rất là hay luôn các bác nhé. 235 triệu cho chiếc Spark đời 2015, động cơ 1.0 thôi. Số tự động, nước sơn màu trắng đẹp. Thiết kế xi nhan trên gương, đèn halogen, có đèn gầm. Bộ la răng cũng không đùa được đâu ạ. 235 triệu bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình.
chia sẻ cho em Hương lên 50 khách hàng đi ạ. Chào bác Doi Vũ, chào bác Phùng nhá. Em vẫn chưa thể hiểu được cái họ bên đầu tiên của anh nè. Tâu Bân Phùng đúng không ạ? Anh có thể bình luận lại tên của em để lần sau em chào cho anh đúng họ tên được không ạ? Mẹc C250 thì em Hương có, mẹc đời 2009 em Hương đang bán đây. Số tự động 1.8, 379 triệu. Đã đi xe mẹc rồi thì các bác không muốn đổi xe đâu. Cảm biến quanh mấy xe là 10 mắt cảm biến này, đèn bền bi rồi, form dáng cực yêu luôn. Honda Civic thì em xin phép bỏ qua, thì ngày mai em sẽ quay nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe nữa đây, biển 99 này, nước sơn màu trắng đẹp, form dáng nhỏ xinh. Một chiếc xe Matiz, hoa hậu trong lòng Matiz rồi. Chiếc xe Matiz của em số tự động nhá. Em chỉ thường thường có hay là có Matiz số sàn thôi. Lần đầu tiên về được một chiếc xe Matiz số tự động đời 2007 này. Động cơ ăn nhiên liệu 0.8. Ôi dồi ôi, 145 triệu có xe số tự động đi các bác ạ. 145 triệu có xe Matiz số tự động đi. Thế này mà các bác cứ để đi xe máy lắng mưa vất vả thì hơi bị khổ luôn. Màn hình giải trí bé bé rồi, điều hòa thì mát lạnh luôn. Matiz 145 triệu cho chiếc xe của em Hương đấy ạ. Số tự động đẹp, đời 2007, 0.8, ăn xăng không bằng chiếc Vios của mình. À, không bằng chiếc xe Vision của mình đâu ạ. 145 triệu cho chiếc xe Matiz của em Hương. Đèn các bác nhìn sáng choang luôn. Biển 99, sơn si sạch đẹp, số máy ngon. Chào bác Huỳnh Minh Hiếu, chào anh Nguyễn Kiên ạ. Chào bác Ngọc Nhi Mai á. À, trả góp em có trả góp nhá. Nhưng nếu mà để làm trả góp thì mình phải có đầy đủ 3 điều kiện này anh ạ. Một là mình không lọ xấu, không báo xấu. Hai là dòng xe mình chọn phải từ trên 300 triệu trở lên. Và đời xe mình chọn là đời 2015 trở lên. Còn dưới đời 2015 và giá trị xe dưới 300 triệu thì không làm trả góp được anh ơi. Thủ tục thì đơn giản thôi. Gửi cho em hộ khẩu, chứng minh thư của gia đình nhà mình. Em chỉ cần check bên ngân hàng là không lợ, không báo xấu là mình có thể làm được. Nhưng với điều kiện là mình phải mua xe từ đời 2015 và giá trị xe phải trên 300 triệu thì ngân hàng sẽ hỗ trợ trả góp cho mình. Trả góp là 0.8, tức là mức lãi là 0.8 đấy. Đúng rồi anh ạ, ban ngày mạng bị giật là không phải do mạng đâu anh ạ, mà do máy nó bị nóng quá là nó báo anh ạ. Nó báo nhiệt là không cho like tiếp vì iPhone nó cảnh báo nóng ấy. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Gentra, bản sedan 2 đầu, biển 36, nước sơn màu đen. Gentra bác nào từng đi rồi thì cảm thấy dòng xe này giá vừa ok, mà chất lượng của em nó thì xứng đáng luôn. Một chiếc xe Gentra lên cho em màn hình, ghế da em cũng thay luôn. Đưa trước 150 triệu có mua được không? À, đưa trước tầm 50% giá trị xe, nếu như mà xe trên 300 triệu là mua được anh ạ. Nói chung là mua trả góp mà có 150 triệu mà mua xe tầm trên 300 triệu hoặc hơn một chút nữa, tầm 160 là mua được anh nhé. Gentra 125 triệu, giảm giá kịch sàn cho chiếc Gentra của em Hương. Sedan 2 đầu điều hòa mát lạnh 125 triệu, vừa rẻ đi vừa ngon. Mà không hiểu sao mà nó lại bị làm sao ấy. Xe đẹp như thế này mà bị làm sao mà không bác nào hỏi nhỉ. Gentra của em Hương đây, toàn đi ăn ốc bằng Gentra thôi. 125 triệu có xe Gentra đi. Máy số thì ngon, điều hòa mát lạnh. Ghế da để đặt mông lên một phát, ghế da đàn hồi cực kỳ luôn. Innova 2015 thì anh Quỳnh Trọc hỏi đúng rồi. Em Hương có một chiếc xe Innova bản E xịn. Ây chà chà chà, chưa nói hết đã cho bản G lên rồi. Bản G thì em không có anh ơi. Bản G thì em không có. Innova 2015 em có bản E xịn, máy số zin, nước sơn màu vàng cát anh nhá. Còn anh Quỳnh Trọng ơi, bản G em đang tạm hết. Vì nhiều bác là với cái tiền mua bản G thì bác đấy lại thích đi Xpander hơn cơ. Số tự động thì các bác lại thích Xpander hơn. Vì Xpander nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn là Innova số tự động. Tối like nhưng các bác phải vào chia sẻ cho em cơ, anh Trung Nguyễn có chia sẻ cho em đâu. Like tối phải các bác vào chia sẻ cơ, vì các bác khách của em đang quen chưa. Để mà like tối được thì các bác phải chia sẻ hộ em một nút lên trang cá nhân các bác nhé. Innova của em Hương là 388 triệu đời 2015. Và cam kết luôn là em này là máy số zin,
đời 2015 bản E xịn, biển 12, 388 triệu xi nhan trên gương. Nếu mà để nói về Innova thì rất là hiếm khi về được một chiếc xe Innova đời tương đối như này. Đời 2015 trong dòng Innova là quá là cao rồi, mà máy số là còn máy số zin và ngon như này. Thật sự nếu như bác khách nào mà mua được chiếc xe Innova thời điểm hiện tại của em chiếc này là bác đấy mua được chiếc xe ngon đấy ạ. Mua được chiếc xe ngon đấy ạ, vì em này máy số ra còn zin đẹp luôn. Em có hai, em rất là nhiều Innova, nhưng mà để đánh giá cao thì em chỉ đánh giá cao được mấy 2-3 chiếc thôi. Đây là nói bé cho các bác biết thôi. Đấy. Chào bác Hoàn Vũ này, chào bác vắng tôi một ngày này. Khách hàng ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên đi ạ. Các bác thích Accent, em có Accent màu đỏ nữa này. Accent màu đỏ đời 2018 đẹp như thế này, 475 triệu lên đèn bi, có giải đèn nét xi nhan trên gương. Nói chung em này không thiếu cái gì. Nói thôi đã muốn mua hàng rồi, khéo lắm không anh ạ? Khéo thì các bác chỉ nghe trên livestream thôi. Còn các bác xuống xem xe mà không chất không đẹp, các bác khéo bằng rời, các bác cũng không xuống tiền được đâu. Khéo chỉ là một phần thôi chị. Khéo chỉ là một phần thôi. Chứ còn trên livestream mà các bác xuống xem xe trực tiếp mà không xe đẹp là không mua được đâu, đúng không ạ? Ở đây thì em có một siêu phẩm nữa này. Em này nhập Hàn nhá, một chiếc xe i30 bản Crown cao cấp. Em này full kịch luôn, 308 triệu nhập khẩu. Em này máy số quá là chất luôn. À, đi đá bóng về rồi. Bản Crown cao cấp luôn đây ạ, 308 nhập khẩu nhá. Bản nhập Hàn của em Hương có i30 bản Crown cao cấp này. Corona Antis đời 2010, số tự động đây ạ. Bản này 2.0, 395 triệu. Nếu như bác nào mà cứ đi Camry này, Innova này, à đâu, Camry này, Vios này và gì nhỉ? Và Vios ở Camry, Vido, Innova. Ba cái dòng xe đấy là bác lấy là bác chưa cẩn thận. Những bác nào mà đi Corona Antis này, Vios và Camry là những bác đấy là cẩn thận này. Máy số phải chất lượng các bác mới mua được, đúng không ạ? Chào bác Phùng Minh, Phụng Minh, chào bác Đỗ Huy, chào bác Trần Tuyên này. Ở đây thì em còn có một chiếc Chevrolet Aveo đây ạ. Aveo đời 2017, số sàn nước sơn màu trắng đẹp. Em Hương bán là 245 triệu. 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet Aveo. Còn Kia Cerato phân khúc thể thao em Hương đang bán là 488 triệu. Đời 2017. Đi xe phát là có người yêu luôn các bác nhé. Có người yêu luôn. Cửa lóc đầy đủ, xi nhan trên gương, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Anh ơi bật nước lên cho nóng trước đi. Đấy các bác ạ, vừa livestream mà vừa phải ở nhà lấu lẩu. Giờ xuống livestream chào các bác là em đi lấu lẩu đây. Một chiếc Mazda 3 nữa này. Bản này là hai chế độ lái thường và chế độ lái thể thao. Có cho em là phanh tay điện tử đời 2017, số tự động 555 triệu. Chào bác Dưa Leo, chào bác Trần Khải, chào bác Đỗ Huy, chào bác Phụng Minh. Toàn khách hàng mới thôi. Các bác cho em xin một nút thích vào đây được không ạ? Để xí lỡ xuống livestream em sẽ mời các bác thích trang của em Hương để các bác có giao lưu cùng với em, nói chuyện cùng em. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. Đấy các bác này, lúc vừa dàn xe này chưa về đâu, bây giờ đá bóng này, đội quân đá bóng nhà em này. Cử chân nhồng nhộng ra bóng này. Ở đây em còn có một chiếc xe Chevrolet Aveo đây. Chevrolet Aveo, à, em xin lỗi, Chevrolet Cruze. Cruze với nước sơn màu trắng đẹp, số sàn biển 34 bánh đậu xanh. Em Hương đang bán là 258 triệu. Đăng ký đăng kiểm còn đến tận tháng 1 2023. 258 triệu. Số sàn đời 2012 này. Bán tải của em Hương về rồi đây. Vừa chưa về đâu. Đấy. Vào lấu nước lấu lên. Xem xem. Chào bác Phương Đức này, chào bác Quốc Đặng này. Đấy các bác này, xe nhà em mấy chục triệu mà toàn đi công vụ như thế này, các bác phải yên tâm rồi đúng không? Em thẩm hết rồi, đá bóng này, đi du lịch toàn đi xe này thôi. Xăng đắt thế này mà lượn phố mà xăng xăng đắt chỉ đi cho em sập bắc thôi các bác ạ. Sập bắc rồi, điều hòa mát lạnh luôn, mở ra vẫn còn hơi điều hòa. Màn hình giải trí cam lùi ghế da hai màu, 80 triệu cho chiếc sập bắc thân yêu của em Hương. Chào anh Trần Trọng Lích ơi, anh Lích ơi, vào muộn thế anh ơi. 80 triệu cho chiếc xe sập bắc của em Hương đây ạ. Bốn mắt cảm biến cam lùi đầy đủ này. Ở đây Innova một em xịn sò, một chủ từ mới, máy số zin đây ạ.
đời 2012 bản E xịn đây. Đi đá bóng giờ mới về đây, với các bác hỏi là chưa có ở nhà đâu. Giờ mới về đây ạ. Innova một chủ từ mới, máy số zin. Em Hương đang bán là 338 triệu. Động cơ 2.0 cho chiếc xe Innova một chủ từ mới, máy số zin của em Hương nhé. 338 triệu đây ạ. Một chủ từ mới, máy số zin cho chiếc xe Innova của em Hương đây nhé. Biển 18 này. Chào anh Hà Nguyễn này. Anh Hà Nguyễn chắc là mùa này lắp điều hòa lên tay rồi. Thấy vào xem live của em Hương muộn lắm. Một chiếc bán tải Nissan Vera. Nissan Navera, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu trắng đẹp, số tự động một cầu, máy dầu đời 2017. Đi đá bóng giờ mới về đây, 535 triệu ạ. Ghế da hai màu. Chó thân. Bán tải đây ạ. Màn hình giải trí, ghế da đẹp rồi. 535 triệu cho chiếc bán tải Nissan Navera của em Hương. Nước sơn màu trắng đẹp lên thùng rồi các bác nhé. Là vừa rồi thì em Hương đã báo rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương. Và khách hàng nào mà quan tâm mẫu nào thì cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Số điện thoại thì em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Bác nào mà quan tâm mẫu xe nào, muốn trực tiếp đến xem xe và cảm nhận xe thì các bác gõ vào Google Trường Đại học Hải Dương là em Hương làm ngay bên cạnh rồi. Hoặc các bác gõ vào cây xăng dầu 51 thì em ở đấy luôn. Đằng sau cây xăng dầu 51 là địa chỉ bên em Hương rồi. Còn bây giờ có lẽ là em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp của em Hương ở đây nhé. Vì hôm nay em có hẹn đi bóng đá và giờ thợ về rồi. Phải lên đồ ăn rồi. Đi đá bóng về giờ là phải lên đồ ăn rồi để cho thợ ăn rồi. Tớ toát buổi tối trông còn đỡ bơ phờ hơn buổi trưa. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em. Chào bác Nguyễn Văn Bình, anh Bình vào muộn quá nhé. Bên em Hương thì luôn cung cấp đầy đủ cho mình những dòng xe chỉ từ vài chục triệu em cũng có nhé. Số sàn, số tự động với những dòng xe như Vios này, Accent này, Innova này, hoặc những dòng xe như là Mazda thì bên em rất là nhiều luôn. Nếu như khách hàng nào đang quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em Hương, hoặc kết nối Zalo cho em Hương qua số hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Còn giá cả bên em thì em vẫn bao rút hồ sơ với những cái dòng xe mà em đang bán giá mở nhá. Em luôn công khai giá trên livestream luôn để các bác có thể cân đối về tài chính hoặc là mục đích sử dụng xe 5 chỗ hay 7 chỗ này. Nên là em vẫn để luôn cho mình một cái giá ok. Nếu như khách hàng nào mà quan tâm thì cứ kết nối Zalo cho em ạ. Hồ sơ em sẽ rút cho mình, bao rút hồ sơ. Vì hồ sơ rút để các bác nếu như không biết làm thì đi lại rất là vất vả luôn, để bên em rút. Cái gì khó thì cứ để bên em làm. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây ạ. Em chào anh Nguyễn Văn Bình này, chào anh Dương Béo này. Hẹn gặp các bác vào ngày mai nhé. Vì hôm nay các bác vào muộn quá, em Hương xin phép được dừng buổi báo giá ở đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu của em Hương vào những buổi báo giá tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.